kết thúc hai đợt cấp nước phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2023-2024. Gần 2,8 tỷ mét khối nước đã được xả từ các hồ chứa thủy điện của EVN. Con số này có ý nghĩa như thế nào? Tính đến ngày 22 tháng 2, có 486.650 ha, tương đương 99% diện tích gieo cấy của các tỉnh Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước. Trong đó, nhiều tỉnh đạt 100% diện tích có nước như Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình. Đây là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các bộ ngành, các địa phương và EVN. Năm nay thì phải nói là Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và thực hiện đúng nghiêm các cái chỉ đạo, các kế hoạch hai bên đã cam kết. Trong đó thì những lần mà xả nước, tất cả những đợt xả nước thì mực nước ở tại Hà Nội đều đảm bảo. Chính vì đảm bảo nguồn nước tại Hà Nội nên các địa phương đã chủ động lấy nước và lấy nước theo đúng cái kế hoạch. Và chính vì như thế nên là chúng ta rút ngắn được ngày. Trong bối cảnh năm 2023, nguồn nước về các hồ chứa thủy điện đạt thấp và dự báo năm 2024, thời tiết vẫn diễn biến không thuận lợi. EVN đã triển khai đồng bộ rất nhiều giải pháp để vừa đảm bảo nguồn nước phục vụ đổ ải, vừa tiết kiệm nước cho sản xuất điện. Trong thời gian tới thì cần thêm nước để phục vụ trong cái giai đoạn tưới dưỡng. Thế thì thực hiện cái chỉ đạo đó thì về phía EVN cũng sẽ phối hợp với các đơn vị của bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để tùy theo các giai đoạn con chiều, kết hợp với các giai đoạn con chiều để vận hành linh hoạt các cái hồ thủy điện thì để tăng cường cái hiệu quả trong cái việc trong các giai đoạn tưới dưỡng đó cũng như là để đảm bảo hiệu quả cho cái phát điện. Theo kế hoạch, đợt 1 lấy nước vụ đông xuân năm nay có tổng cộng 8 ngày. Tuy nhiên, do thực tế tiến độ lấy nước nhanh hơn dự kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo rút ngắn 2 ngày. Ước tính, lượng nước tiết kiệm được khoảng 500-600 triệu mét khối. Lượng nước này có ý nghĩa rất lớn trong việc sản xuất điện, phục vụ cấp điện cho miền Bắc, nhất là các tháng mùa khô, cao điểm nắng nóng. Quý vị nhớ đăng ký theo dõi kênh Điện lực Việt Nam EVN News để cập nhật các thông tin mới, hữu ích về lĩnh vực năng lượng nhé!